nói trước kia rồi mới lên giúp đỡ nó rồi. Còn tụi mày á, lấy tao làm đồng đội tụi mày á. Bà Dân Tiên từng nói tao là một nữ tướng nha. Thì tao đây là một nữ tướng, thì tao chỉ có ha, là ngồi trên đầu của tụi mày, điều khiển tụi mày thôi. Chứ còn tụi mày không có cửa ngang hàng với tao đâu. Đừng có dùng cái chữ mà đồng đội với tao, mang dục lắm, nhục lắm. Tao không có những cái đồng đội mà chịu muốn, chịu đần, chịu dốt, chịu mạt hạng đi ăn xin từng đồng từng cách, để lừa tiền của mạnh thường quân từng xu, từng cách từng đồng, đi ăn mài ăn xin ở giữa xã hội này nha. Rồi á, đi á nha, lấy tiền vũ dỗ mạnh thường quân để đi cho tiền ăn. Tao không có những cái thứ tồi bại như vậy, tao không bao giờ đi làm nha. Đồng đội ta cùng chung một cái chuyến tiến đã, với cái team, cái group nào với những cái loại người giống như vậy nha, tao nói cho tụi mày biết, chưa bao giờ tao rủ ý vô tụi mày để mà tao đi bình luận, tao nói chuyện với tụi mày là tụi mày đủ điều rồi. Tao khinh tụi mày đó không hả? Tao quên tao như vậy mà tao hạ thấp bản thân của tao hả, đúng không? Tao như thế nào tự bản thân tao biết, nhưng khi tao đã không tìm đến tụi mày à, đó, thì tụi mày phải hiểu là tại sao tao không tìm đến tụi mày. Là tại vì tao khinh tụi mày á, tao coi thường tụi mày đó. Phải hiểu nha, sống là phải hiểu, không hiểu là không biết đâu. Biết để làm gì đó, biết á nha, để cho nó khôn đó. Ở đó mà mở miệng ra lời cùng chung, đi bóc lột những cái người bóc trần ra đưa như thân những người cùng chung chiến tiến, người này người nọ lên thớt đó. Dốc láo xạo, nói dốc nói láo xạo, chơi toàn là đất lông, đi nít ảo không hả? Người như là bực cái bóng ma, bóng mơ cô hồn các đảng gì đó. Là một con người mà giống như là những cái bóng, những cái vong linh mà những cái cô hồn các đảng gì đó. Đó, gọi dưới âm tàu địa phủ nó đi lên vậy đó. Nó dứt chơ, dứt dưỡng, dứt chơ, dứt dưỡng trên mạng xã hội vậy đó nha. Đó, giống như ngày lễ Halloween vậy đó. Mà giống như là ở Mỹ là ngày Halloween, còn ở bên Việt Nam là ngày cô hồn vậy đó. Đó, một con người mà không dám đưa cái mặt ra, không dám xô ra cái bản chất thật của mình, cứ giống như cô hồn, hồn ma, bóng xuế mà đi, mà dứt chơ, dứt dưỡng, dứt chơ, dứt dưỡng trên mạng xã hội rồi cứ ảo tưởng, rồi cứ nói một mình nghe, mà mình nói không, tao không biết mình là ai chứ. Trong khi đó mình nói người ta mà tao không biết mình là ai chứ, mình cứ chỗ cái vỏ nói hoài y như ma quỷ vậy đó, hiện hình vậy đó. Mà lúc nào cũng bảo mình đây là hiểu biết, là chữ nghĩa rồi. Cùng lên bóc phương nói hỏi tao đưa bà Mi Xuân lên, tao nói bà Mi Xuân đi dựng chồng cái gạt tiền người ta, tao nói đó. Ủa, tụi mày ngứa mồm, ngứa miệng lắm hả? Ủa sao tao nói bà bị xôn mà bả không lên tiếng, mà tụi mày phải đi lên tiếng giùm? Ủa sao kỳ vậy? Tao kêu thẳng tên bả mà. Tao đâu có đánh lận con đen, tao đâu đánh cháo cái điệp, tao đâu có ám chỉ ai điều gì, mà tao kêu thẳng mặt thẳng tên tao nói luôn đó. Tại sao bả không lên tiếng mà tụi mày đi chiếc bài lên tiếng giùm? Tao giùm hả? Khó chịu giùm hả? Cay cú giùm hả? Tao nói đó, kêu bả lên nói chuyện, người ta chỉ người nói cho, kêu bả lên đi. Tại sao tao kêu thẳng hả? Tao đâu có nói xấu sau lưng đâu. Ủa tại sao bả không lên tiếng mà tụi mày lên tiếng? Khó chịu giùm hả? Bực mình giùm phải không? Thôi đất ơi, chứ bực chứ trời trời, hồ quả này hồ cán bộ hả mày hả?